ấy là làm sao? À, thì dễ thương, tính tình hiền lành, nói chung là tốt. Vậy mà hai tao với Linh quen nhau được không? Hả? Sao sao sao? À, chắc là đẹp đôi. Ủa, mang nhỏ bạn gái mày sao rồi? Ừ, tao bỏ cuộc rồi. Người ta đã có bạn trai mới. Vậy hả? Ừ. Thôi đừng có buồn nữa. Cái gì đến sẽ đến mà. À, ngày mai tao sẽ tỏ tình với Linh. Khi nhân gian ta có thêm một vì sao ở trên trời cao. Không ai hay tôi đã mất đi, vì sao thôi con tim tôi đánh mất. Khi nhân gian đã có thêm một... Biết điều vậy mày? Ê Phúc! Ủa? Chắc lộn kìa. Trong lòng em bằng ý trời trái quá con người Việt Nam. Yêu anh rồi nha. Em ơi, tặng em nè. Dễ thương quá à. Cảm ơn nha. Đi. Quỷ sứ có chừng nghe mày. Yeah. À. Tao cắm mày đụng lên nha mày. Quỷ dài đâu quá. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng anh nhớ em. Vâng, chính em sẽ luôn trọn đời bên anh với bao yêu thương. Hoa hồng tươi trên con đường đi đôi ta say bước. Chỉ yêu mình em
chậm nhìn em xa tầm vơi. Tôi đây phải khóc hay cười, lại là lần sau cuối. Tôi đây biết vui hay buồn, bởi tôi đến sau một người, bởi tôi đến sau người ta. Thế nên lời yêu tôi không bao giờ được nói. Trở về bên kia người hay sống tốt với những tháng ngày. Còn riêng tôi đứng nơi đây nghe sao khóe mi cay cay. Cảm ơn những khi chuyện trò, cảm ơn lúc trao nụ cười, giúp tôi nhận ra xung quanh tôi nhiều niềm vui lúc tôi ở bên người. Ủa Linh, khỏe không em? Người quen em kìa. Em không có quen. Em nhắm em trốn anh tới bao giờ? Nhưng mà con chó kìa, nhìn như mày muốn gì? Làm mày ghê. Bè. Em có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra được không? Không có gì đâu. Em đang nói cái gì vậy? Thật ra nó là ai? Không có gì đâu. Anh sẽ đi tìm nó để hỏi cho ra lẽ. Đừng mà anh. Em kể. Wow. Sao em? À! Ê, ê. Thôi em, anh thích vậy mà. Nè em, điều tra nói cho anh nha. À. Hắn là một tên cầm đầu du côn. Hắn thích em. Nhưng mà hứa của em không được dính tới tụi nó được không? Em sợ lắm. Em sợ anh bị gì. Đi đâu vậy em? Sao em trốn anh hoài vậy? Hả? Anh có làm gì em không? Chính ra. Nằm cái coi cơn. Ê thằng kia, mày làm gì vậy? Bỏ tay lên ra, khốn nạn. Ây da. Coi chừng tao đó. Tao quay á, khá lắm. Ha, chờ tao đi. Thằng mập, ngứa mày. Gì hắn sao lộ? Chết đi mày. Để coi ai chết.